À, có nhiều anh chị em chúng ta không có biết tiếng Anh, thành ra là cái chị đang lo lắng rằng là mình không có biết tiếng Anh nhé, thì có thể làm công việc này được hay không? Cái câu trả lời một cách đơn giản là được. Hiện tại bây giờ đội nhóm người Việt của chúng ta phát triển khắp nơi và họ chỉ làm việc với người Việt thôi. Có những người tiếng Việt không viết được chứ đừng có đọc được anh chị. Thành ra là họ không biết tiếng Việt mà họ rất là thành công. Thành ra là nếu các chị cố gắng và các chị theo hệ thống thì tôi đang có những cái tài liệu bằng tiếng Việt, có sự huấn luyện bằng tiếng Việt có thể giúp cho các chị thành công ở khắp nơi.